Và hôm nay kênh của Nguyễn Phúc Gia Ban lại lên sóng tiếp cho tất cả vì các bạn là một chiếc quạt hàng Nhật bãi có thương hiệu là Toshiba. Thì chiếc này là thân gang nhé, thân gang đế sắt nồng mạ chrome rất đẹp, Toshiba 4 cánh. Đây là dòng quạt cổ được sản xuất từ những năm 1960 mấy đó. Đời cuối của 1960 mấy, chắc tầm 68. Về hình thức thì nói chung là cũng còn rất là đẹp. Tất nhiên là nó hàng bãi thì nó cũng phải cũ theo thời gian. Bây giờ chiếc này thì còn zin bản 100% nhé. Từ cái dây nguồn còn zin hết này, dây nguồn rắc cắm, dây nguồn dây điện rất to luôn. Chiếc này cao khoảng tầm 90 phân, cánh 30 cm nhé. Nồng trước là mạ chrome rất đẹp này, nồng sau là mạ nhũ nhé, bầu còn trắng đẹp, bầu rất dài nhé, cái trục của nó dài khoảng tầm 25 phân. Thì đằng trước này với thiết kế là các lúm bật đây, gồm có 3 số, số 1, số 2, số 3. Còn cái này là cái công tắc dơ nen để mình tắt tắt hẹn giờ là gì đó. Còn chiếc này là cái túp năng cáp, mình vặn túp năng và khóa túp năng nhé. Thì thân nó là nó hình tròn này, thì thân thì cũng có một vài cái vết xước nhỏ do vận chuyển nhé. Cái này thì mình để nguyên bản, mộc zin bản 100%, không có spa sút gì hết, không có nai một giọt sơn nào vào nhé. Cổ rất đẹp này. Còn những cái chỗ này mà nếu bác nào thích đẹp thì mình lướt qua cho một chút sơn là nó lại đẹp ngay. Còn thân nó là thân bằng gang thì không phải lo rồi. Tất cả còn rất đẹp này, cái móc dây này. Đó. Đời này đời tụ nhôm nhé, tất cả zin bản hết, chạy êm, đã lau dầu. Đây là cái đế của nó này, đế nó tem này. Đó, Toshiba, model là SF30N, điện 100V, công suất là 45W. Đó. Đế còn rất đẹp luôn nhé. Bây giờ mình test quạt chạy nhé. Những cái dòng quạt gang sắt này thì chất lượng nó rất là bền. Bác mua về để bày ở phòng khách, quạt mát cũng như là trang trí rất là đẹp nhé. Đấy là số 1 này. Đấy, gió mát rất xa luôn. Bật túp năng nhé. Bật tiếp sang số 2 này. Đó, số 3 này. Rất khỏe luôn nhé. Rồi, với tình trạng chiếc quạt đẹp zin chạy hoàn hảo như này nhé, hiện tại bên cửa hàng Nguyễn Phúc Gia Phan đang bán giá là 2.400.000 nhé. 2.400.000. Các bác mua một lần xài mãi mãi luôn. Rồi, bác nào quan tâm thì liên hệ theo số điện thoại 035 874 2679 nhé.